Rồi đầu tiên thì thầy sẽ nhắc lại và bổ sung một cái khái niệm về hàm số ha. Rồi hình như là ở các lớp dưới thì các bạn đã học về hàm số rồi ha. Thì hàm số là một đại lượng y ha, phụ thuộc vào đại lượng x thay đổi sao cho mỗi giá trị của x luôn xác định tương ứng của y ha. Thì y được gọi là hàm số của x. Y được gọi là hàm số nghĩa là y sẽ bằng cái gì đó ha. Y sẽ bằng cái gì đó thì được gọi là hàm số của x ha. Cái gì đó cũng chính là x đi bằng x ha. Rồi, các bạn hình như ở lớp nhỏ các bạn đã học cái dạng là y bằng ax đó ha. Rồi cái thứ hai đó là hàm số thì có thể cho bằng bảng hoặc là bằng một công thức nào đó ha. Có thể cho bằng bảng hoặc là bằng công thức. Rồi khi y là hàm số của x thì ta có y sẽ bằng fx hoặc là y sẽ bằng gx hoặc là y sẽ bằng hx kx gì đó ha. Rồi ta quy ước nói chung hàm số y hai gọi là hàm số fx ha. Một á, là mình gọi hàm số y, hai á, là mình có thể gọi là hàm số fx ha. Được chưa? Vì hai cái thằng này nó sẽ bằng nhau nè, hai này sẽ bằng nhau á. Fx gx hx gì cũng được nha. Rồi chẳng hạn như là ta có cái hàm số y bằng fx rồi bằng x cộng 1 ha. Đây là một cái hàm số bậc nhất thôi. Rồi ta có thể ghi y bằng fx bằng x cộng 1 hoặc là có thể ghi là y bằng x cộng 1 ha, y bằng x cộng 1. Rồi, rồi cái thứ tư đó là khi cho hàm số bằng công thức mà không chỉ rõ xác định của nó thì ta quy ước. À, sao nếu như cho một cái hàm số mà không có cho cái điều kiện kèm theo đó các bạn ha, cái điều kiện kèm theo hàng gọi là cái tập xác định đó ha, rồi thì ta quy ước tập xác định của mình đó, tập xác định được cái hiệu là t TSD tập xác định ha, thì ta quy ước là tập xác định của mình chính là D ha, cái hiệu là D. D là R. Rồi, cái số 5. Giá trị của hàm fx tại x0. Fx tại x0 ha, ví dụ tính giá trị của fx tại x0 nghĩa là mình sẽ thấy x0 ngồi x các bạn ha. Ví dụ tính giá trị của x tại đây thì có hàm số fx ha. Tính giá trị tại là x bằng 2 đi ha, và x bằng 2. Vậy thì 2 2 này chứ là x0 ha, nghĩa là mình cần vì thế lấy số 2 và chữ x thôi ha, hoặc là mình sẽ tính f2 ha. Tính f2. Rồi cái số 6, cái này kiến thức cần nhớ thôi, các bạn không cần không có gì phải khó hết ha. Chưa chưa phải là kiến thức quan trọng của mình đâu. Rồi kiến thức số 6 của mình đó là khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị âm không đổi á thì y được gọi là hàm hằng ha. Khi x thay đổi ví dụ x sẽ bằng 0 đi ha. Đây thì có hàm số y bằng x cộng 1 đi. Hàm số y bằng x cộng 1 ha. Nếu như x bằng 0 á, x bằng 0 á thì nghĩa là y sẽ còn lại là 1 đúng không? X bằng 0 thì suy ra dễ dàng suy ra được y bằng 1. Y bằng 1. Vậy ta nói y bằng 1 này là một đại lượng không đổi ha. Không đổi. Hay gọi là hằng số ha, hay gọi y là hằng số. Hằng số là những con số mà nó cố định, nó không đổi ha, nó không có thể dịch chuyển, nó không phải âm, không phải là dương luôn, nó là dương, nó là con số ha, nó là số tự nhiên rồi đó ha, được gọi là hằng số. Rồi cái thứ hai đó là mặt phẳng tọa độ, thì hàm số thì sẽ được biểu diễn trên một cái mặt phẳng tọa độ ha. Mặt phẳng tọa độ của mình thường là mặt phẳng OXY ha, OXY rồi đó. OXY ha, rồi. À, ví dụ cặp số thứ tự ha, một khái niệm mới nữa chính là cặp số thứ rồi, ví dụ ta có XY này ha. Cái Y này thì người ta sẽ thấy thứ tự ký hiệu là ví dụ x bằng 2, y bằng 3 đi thì hiệu là 2.3 ha. Cặp số thứ tự. Viết x trước y sau các bạn, viết x trước y sau ha. Rồi cái thứ hai là mặt phẳng tọa độ. Mặt phẳng tọa độ để biểu thị các số người ta sẽ thường dùng trục số ha.
Rồi trục số có dạng là is OE ha. Is OE là hai trục mà nó sẽ vuông góc với nhau ha. Rồi hai trục này sẽ vuông góc với nhau. Với trục OX này nè. OX này người ta sẽ gọi nó là trục hoành ha. OX thì được gọi là trục hoành. Rồi OI. OI sẽ được gọi là trục tung. Ha. Rồi. Vậy nếu OX là trục hoành á thì nghĩa là cái chỗ này nó sẽ có cái tọa độ là gì? OX là trục hoành ha. Vậy thì ngay điểm X nè là ta có X thôi. Còn Y là ngay chỗ nào? Ngay số 0 đúng không? Nếu như OX là trục hoành á thì ta có ngay chữ X. Còn Y này là ngay số 0. Y hạ xuống nè, Y hạ xuống ngay số 0. X hạ qua thì ngay chữ X ha. Thì ta sẽ có tọa độ đó là X chấm phẩy 0. Nếu như trên trục hoành đó thì giá trị x được giữ lại, giá trị y thì cho bằng không ha. Trục hoành thì có x và không có y ha. Còn trục tung thì ngược lại, trục tung thì x nó sẽ bằng không ha, y nó sẽ bằng y nha. Trục tung thì giữ lại y và x thì nó đây trục tung đây, ví dụ trục tung ngay chữ y nè là ngay chữ y ha. Còn x chiếu xuống là ngay chữ ô nè, ngay chữ ô là không á ha. Dạ, đây là kiến thức khá là quan trọng với các nha. Rồi cơ bản là như vậy ha. Tạo lưới là cái này là giới thiệu cho biết thôi, các bạn không cần quan tâm nó, không nó không có quan trọng lắm ha. Rồi phần ba la mã là đồ thị hàm số. Đồ thị hàm số đây, thứ nhất đồ thị hàm số y bằng x là tập hợp các điểm m x y ha. M tọa độ là x y trên trục tọa độ OXY thỏa mãn cái điều kiện là y sẽ bằng fx ha. Hệ thức này còn được gọi là phương trình của đồ thị ha, phương trình của đồ thị. Cái hệ thức y bằng fx á thì còn được gọi là phương trình của đồ thị ha. Cái này thầy chỉ mới giới thiệu thôi các bạn, các bạn đừng có hoang mang lắm ha, nó dễ, nó không khó đâu. Ha, thì gọi là phương trình của đồ thị. Rồi cái thứ hai đó là ta có điểm M tọa độ x0 y0. Nếu như nó mà thuộc cái đường này nè, thuộc y bằng fx á thì mình chỉ còn thế x0 với y0 này vào xy ha. X0 y0 này ví dụ là M tọa độ là 2 3 đi, nghĩa là mình thế số 2 với 3 vào x0 với y0 ha. Xy ha. Xy thế y á. Rồi như vậy ha. Rồi cái bốn la mã đó là hàm số đồng biến và nghịch biến, thì cái này cũng khá là quan trọng nha các bạn ha. Hàm số đồng biến và nghịch biến, cái nào quan trọng thì các bạn cứ ghi vào, không quan trọng thì các bạn nghe cho biết thôi cũng được ha. Hàm số đồng biến và hàm số nghịch rồi cho hàm số y bằng fx trên tập xác định trên tập hợp số thực R ha. R là số thực như các bạn. R là số thực ha. R nó là một trên một cái trục số á, mà số nào cũng được á. Rồi, với x1, x2 mà thuộc R ha. Với x1, x2 thuộc R. Với x1, x2 thuộc R ha. Cái bài đầu tiên này nó nặng gì lý thuyết thôi các bạn, nhưng mà nó cũng dễ thôi, không có gì khó hết. X1, X2, nếu X1, X2 mà thuộc R đó, ha. R. Đây là mỗi X1, X2 thôi nha các bạn, chứ không không nhất thiết là phải một số hoặc là hai số đâu. Mà mỗi X1, X2 là mỗi số luôn ha. Mỗi X1, X2 thuộc R đó. Thì nếu X1 bé hơn X2, nếu mà X1 nè, bé hơn 2 á, ví dụ X1 của mình là 1 đi, X2 của mình là 2 đi ha, 1 bé hơn 2 á. Nếu x1 bé hơn x2, x1 và bé hơn x2 á thì suy ra mà nữa ha, kết hợp với x1 bé hơn x2 thì cho nó vào cái mặt này đi ha. Ok. Rồi, đầu tiên là nếu x1 bé hơn x2
và f của x1. Khi mình thấy x1 vào á thì sẽ được f của x1 ha. Thế x1 vào fx á thì sẽ được là f của x1 thôi. X1 bé hơn x2 và x1 bé f của x1 bé hơn f của x2 ha. Là các bạn nhìn hai thằng này nó đang cùng chiều với nhau ha. Cùng chiều với nhau, cái bất đẳng thức cùng chiều á là cùng bé hơn ha. Bé hơn thì mình sẽ kết luận đó là hàm số đồng biến ha, cái là hàm số đồng biến. Suy ra hàm số y bằng fx ha. Fx là hàm số đồng biến trên R, được chưa? À, nếu x1 bé hơn x2 và f của x1 nó cũng bé hơn f của x2 á thì suy ra cái hàm số y bằng fx này nè là một hàm số đồng biến trên R ha. Vậy thì ngược lại, mình phải như thế nào? Các bạn nhé, đồng biến là hai cái này nó cùng chiều nha, cùng chiều. Còn ngược lại á, nếu như x1 bé hơn x2 á mà f của x1 á nó lại lớn hơn f của x2 ha, là hai cái này nó ngược chiều rồi nha. Thì mình sẽ suy ra cái hàm số này là hàm số nghịch biến. Hàm số này chính là hàm số nghịch biến ha. Nghịch biến trên R. Ok. Rồi, đó là hai cái đầu tiên. Rồi cái thứ ba là cái đồ thị của hàm số đồng biến và nghịch biến cho ta cái gì? Rồi. Hàm số đồng biến là từ trái sang phải nó theo cái chiều hướng là tăng lên ha, tăng dần lên là cái điều hướng đi lên á ha. Cái chiều hướng đi lên thì được gọi là hàm số đồng biến ha. Còn hàm số nghịch biến thì từ trái sang phải mà nó giảm xuống á thì nó là hàm số nghịch biến, được chưa? Từ trái sang phải mà nó giảm xuống thì được gọi là hàm số nghịch biến ha. Ok. Rồi, đó là lý thuyết của mình, là cơ bản của bài số 1 của mình là như đó ha. Rồi, tiếp theo là có những cái dạng bài tập của cái vấn đề của bài số 1 là như thế nào. Dạng bài tập ha, đó là lý thuyết của thầy hướng dẫn em thôi, là có gì? Có tập xác định của hàm số, có đồ thị hàm số, rồi cách viết điểm ha. Rồi, OX trên trục hoành thì suy ra tọa độ như thế nào? OY trên trục tung thì suy ra tọa độ như thế nào ha? Rồi với mỗi x thứ hai á thì khi nào nó là hàm số đồng biến, khi nào nó là hàm số nghịch biến ha. Rồi có nhiêu đó kiến thức thôi. Rồi dạng bài tập số 1 đó là tính giá trị của hàm số y bằng fx tại x bằng x0 ha. Nghĩa là mình sẽ thay x bằng x0 vào cái công thức của mình ha. Ok. Rồi ví dụ luôn. Rồi ví dụ thì có y bằng bằng 2/3 x thì có hàm số y bằng fx bằng 2/3x ha. Các bạn từ từ, cái này không có khó đâu. Rồi, người ta kia tính gì? Tính f của trừ 2. Tính f của trừ 2 ha. Nghĩa là mình sẽ thế trừ 2 này vào x này ha. F với f thì giống nhau nè. Nghĩa là sẽ thế trừ 2 này vào x ha. Là sẽ bằng 2/3 nhân với trừ 2 là bằng trừ 4/3 các bạn, là xong. Trừ 4/3 ha. Rồi, đây là mình đã hoàn thành xong rồi các bạn ha. Vậy không? Vậy ha, không có khó ha. Rồi, tính f của trừ 1. F của trừ 1. Được chưa? F của trừ 1 ha. Nghĩa là chỗ này có x thì thế bằng trừ. Trừ 1 sẽ bằng 2/3 nhân cho trừ 1 ha, chính là bằng trừ 2/3 đó. Trừ 2/3 ha. Rồi ok. Rồi tính F0, F1/2, F1/3 thì cái này các bạn tự nhà luyện tập thêm ha. Rồi tương tự câu B, B cũng vậy luôn, tính g của trừ 2 nè. G của trừ 2 nghĩa là mình sẽ trừ 2 vào cho x này nè. Có trừ 2 vào cho x, rồi trừ 1 thế vào cho x, không vào cho x ha, từng cái như vậy ha. Rồi ví dụ 1 ok ha. Rồi dạng số 1 luôn á, đó. Đó là dạng số 1, dễ vậy thôi, không có khó gì hết ha. Rồi, dạng số 1 được không các bạn? Khó khăn gì không? Dạng số 1 được không? Linh Linh.
Nhìn số học hiểu không em? Lên Linh Linh rồi, Nguyễn Văn Dũng, Đỗ Thúy Hằng, Trúc Vân ở Trúc An Lê. Các bạn cứ bật mic nó đi không sao hết ha. Học tới thầy là ok. Các bạn tương tác đi ha. Tương tác thì buổi học nó hơi sinh động hơn. Okay. Rồi buổi bài tập số 2 là dạng số 2 đó. Dạng một mình chỉ thế và thôi ha, thế số rồi tính thôi, giống như là tìm giá trị của biểu thức vậy thôi ha. Rồi dạng số 2 đó là chứng minh hàm số đồng biến hoặc là nghịch biến ha. Rồi để làm dạng này thì bước số 1 đó là mình sẽ tìm tập xác định của hàm số. Bước thứ hai đó là mình sẽ xác định f của x1 và f của x2. Bước thứ ba là sắp thứ tự f(x1), f(x2) nhờ thứ tự của x1, x2 rồi suy ra kết luận ha. Rồi suy ra kết luận. Rồi ok. Rồi ví dụ một thì có hàm số y bằng fx bằng log 3x thấy chưa? Rồi, cho các giá trị thực bất kỳ x1, x2 sao cho x1 bé hơn x2 ha. Rồi ta có x1 bé hơn x2 nữa nha. X1 bé hơn x2 rồi hãy chứng minh rằng f của x1 bé hơn f của x2. Rồi kết luận hàm số đã cho đồng biến trên tập số thực R ha. Rồi vậy thì bước đầu tiên mình ghi lại cái đề ha. Bước đầu tiên ghi lại cái đề. Bước thứ hai là mình sẽ ghi tập xác định ha. Tập xác định bình thường á là d nó sẽ bằng r các bạn. Tập xác định các bạn ghi cho thầy đó là d bằng r ha. Thì giờ xuống dòng mà ta có x1 bé hơn x2 là để cho ha. Rồi sau đó mình sẽ tính gì? À cái ta có này chưa đi. Mình sẽ tính gì trước đi? Tính tính f ha, tính f của x1 trước. Mình ta có. Rồi tính f của x1. F của x1 nghĩa là chỗ nào có x đó, thì mình sẽ thế là x1 ha. Chỗ này có x nè là sẽ thế x1 vào chỗ này, nghĩa là 3 3x1 ha các bạn, 3x1 ha. Chỗ này có x thì sẽ thế là x1 ha, 3x1. Rồi sau đó là mình sẽ tính gì? Tính luôn f của x2 ha. F2. Có nghĩa là chỗ nào có x thì mình sẽ thế là x2 là được 3x2 ha. 3x2. Rồi, mà ta có mà đi, chỗ này là mà đi ha. Mà x1 bé hơn x2, mà x1 bé hơn x2 á thì mình dễ dàng suy ra lại khi mình nhân thêm số 3, nhân thêm số 3 hai vế ha, nhân số 3 hai vế nghĩa là 3x1 á nó cũng phải bé hơn 3x2 đúng chưa? 3x1 nó cũng sẽ bé hơn 3x2 ha. 3x1 sẽ bé hơn 3x2. Thấy chưa? Mà 3x1 rồi nè, 3x1 này chính là f của x1. 3x2 nè chính là f của x x2 nha, hay hay nói khác á chính là f của x1 nó sẽ bé hơn f của x2 ha, f của x2. Rồi đây là chính là cái điều mà mình phải chứng minh đây ha. Quên mất số thật là gì. Số thật là tất cả các số trên đây rồi em. Số thực là số bất kỳ ha, như là nó gồm số nguyên, số số lẻ, phân số, số hữu tỉ rồi đó ha. Thực R nha. Rồi, số thực ký hiệu là R ha, trung tập xác định là R ha. Vậy thì hai cái này bé hơn cái này đó. Rồi, thì đây chính là điều phải chứng minh này này đúng không? Rồi. Gì nữa? Mình thấy x1 bé hơn x2 á. Rồi f của x1 cũng bé hơn x2 á, nghĩa là hai này nó đang gì? Đang cùng chiều với nhau đúng không? Đang cùng chiều nè ha. Nên mình sẽ suy ra hàm số đồng biến trên R ha. Đang cùng chiều với nhau đó, nên mình sẽ suy ra là hàm số đồng biến trên R.
Rồi, vậy là xong rồi các ha. Được chưa? Bước 1 là tìm tập xác định ha. Bước thứ hai là tính f của x1 và f của x2 ha. Bước thứ ba là mình lý luận. Lý luận và chia ra để chứng minh là xong. Được chưa? Rồi ví dụ 1 được không các bạn? Không hiểu thì cứ hỏi liền nha, không hiểu thì cứ hỏi tiếp, đừng có để đi sao quá mà không biết gì nha. Ha, rồi thì qua nhận số 3 nha, hôm nay cố gắng qua bài số 2 luôn ha. Dạng số 3 đó là biểu diễn điểm trên mặt phẳng tọa độ ha. Rồi ta có điểm M tọa độ là x0, y0. Khi mà mình biểu diễn trên trục tọa độ O, XOY á, ha, thì mình sẽ thấy gì? X của M ở đây, Y của M ở đây ha. Rồi để cụ thể hơn á, mình làm bài tập đi. Ví dụ dạng số 3. Chỉ nói lý thuyết cái mạng nó không có hình dung ra ha, mà mình tập cụ thể thì nó sẽ dễ hơn. Dạng số 3 ở ví dụ 1 này, hãy biểu diễn cái điểm sao trên mặt phẳng tọa độ ha. Thì cái điểm sao trên mặt phẳng tọa độ á, là điểm thứ nhất là A tọa độ là trừ 30, trừ 30 ha. Thì bước 1 á là mình sẽ vẽ cái trục tọa độ ra cho thầy ha, vẽ trục tọa độ ra, trục tọa độ OXY ha. À, nó có mũi tên này để hiện lại. Ok. Trục tọa độ của mình như thế này ha. Rồi thì có cái trục tọa độ là OXY ha, sau đó thì cái điểm OK. Rồi ok, quay lại ha. Rồi mất tiêu cái hình của tôi luôn. Rồi thì vẽ lại cái video đó. Đồ thị ha, đồ thị OST. Thì mình sẽ vẽ cái trục tọa độ cho thầy, trục tọa độ ha, có hai cái mũi tên, hai mũi tên cho đó, rồi ở đây sẽ là cái điểm x, x, còn ở đây sẽ là điểm O, và cuối cùng ở trên đây sẽ là y ha. OX là trục hoành, còn OY chính là trục tung cho mẹ tung ha. Rồi đầu tiên là vẽ gì? Điểm A tọa độ là trừ 30, trừ 30 ha. Thì từ đây nè, từ đây qua bên đây là số dương, còn từ O nè trở về sau á số âm ha. Còn Y thì từ đây lên trên đó là số dương, còn từ O tới xuống á là số âm. Rồi thứ nhất là điểm tọa độ là trừ 30, trừ 30 thì ở đây là trừ 1 nè, trừ 2 và trừ 3 ha. Các bạn chú ý là trục tọa độ có bắt buộc phải mũi tên có em ơi, bắt buộc phải có mũi tên nha. Là các bạn phải chia cái khoảng cách này là những khoảng cách bằng nhau, các bạn chia ô thẳng hoặc là thước á. Đi thi thì vẽ trên giấy á, thì các bạn chia theo cm ha. Cm á, 1 cm thì tương ứng với là một đơn vị ha, hoặc là 2 cm tương ứng với một đơn vị cũng được. Thì chúng ta là trừ 3 ha. Thế nha, trừ 3 là mình sẽ vẽ bên trái được chưa? Đây. Điểm thứ nhất là trừ 30, nghĩa là x sẽ bằng trừ 3 và y sẽ bằng 0 ở chỗ này ha. Vậy ta được tọa độ điểm A là ngay chỗ này. Các bạn đánh đánh chéo vô ha, đánh chéo hoặc là ấy cho nó đậm đậm lên. Rồi ghi ở chỗ này chính là A. Ghi chỗ này chính là tọa độ điểm A ha. A, rồi mở ngoặc ra, trừ 30. A, rồi mở ngoặc ra, trừ 30 chỗ này ha. Và mình đã hoàn thành xong một vẽ một điểm rồi chưa? A chia 30 ha. Ok.
Rồi tương tự ví dụ điểm B. Điểm B của mình là trừ 1, 1. Vậy trừ 1 chính là điểm X. Số 1 này chính là điểm Y ha. Trừ 1 chính là X. Thì trừ 1 ở chỗ này. Rồi Y bằng 1. Y bằng 1 ở trên đây ha. Từ đây lên đây nè. Đây lên đây là số dương. Còn từ đây xuống đây là số âm ha. Thì Y bằng 1 chính là ở đây ha. Rồi điểm 1, 1 thì mình sẽ chấm 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 cái điểm lại với nhau. Nhưng mình đang chấm tọa độ đây các bạn ha. Đó là điểm nước khúc nha. Thì hai cái điểm này nè, nó giao nhau tại số 1 thấy chưa? Giao nhau tại cái điểm này ha. Nên mình sẽ để cái điểm này đậm lên xíu. Rồi đó. Vậy cái điểm này mình sẽ ghi là chữ chữ B ha. B tọa độ là -1 và 1 ha. Các bạn tự ghi tọa độ vào cho thầy nha. Vì nó hơi lâu quá, chặt chặt chỗ nữa ha. Rồi điểm C tọa độ là 0,3. 0,3 nghĩa là x bằng 0 ha. X bằng 0 là ngay chữ 0 nha. Y bằng 3, y bằng 3 lên 3. Rồi. 3 ha. Điểm C điểm C là ngay ngay cái số 3 này nha, ngay cái đánh dấu số 3 này ha. Rồi tương tự là điểm D, điểm D là 1 1, x bằng 1 ở đây. Y cũng bằng 1 thì mình sẽ chiếu qua. Chiếu qua chiếu chấm chấm qua ha. Rồi đến đến ngay số 1 thì mình chấm 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 xuống. Chấm xuống ha, ngay xong ra cái ô vuông á ha. Thì chỗ này sẽ được một cái giao điểm như chỗ này. Giao điểm như chỗ này chính là cái điểm điểm D ha. Điểm D. Rồi các bạn sẽ ghi là tọa độ là 1 1. Bây giờ điểm D tọa độ 1 1 ha. Các bạn tự ghi, thầy ghi bằng con chuột nó hơi bị khó, thì không có bút điện tử ha. Rồi những cái điểm còn lại thì các bạn tự vẽ tương tự ha. Rồi ok không? Cái dạng này được không vẽ điểm trên đồ thị được chưa? Thắc mắc cứ hỏi nha, không hỏi thì thầy mặc định là hiểu nha. Thầy qua là thầy không có lợi đâu nha, có lợi cực cho các bạn lắm. Hỏi tại chỗ luôn nha, ok. Ha, đó là cái xác định thôi. Vẽ là vẽ như vậy thôi các bạn, đó rồi cơ bản là như vậy rồi. Rồi cơ bản là mình đã xong cái bài đầu tiên các bạn ha, xong cái bài rồi. Rồi xong bài đầu tiên, bài đầu tiên nó dễ vậy á. Để bài đầu tiên là mình nói tóm lại nè. Đầu tiên học cho thầy là học cái gì? Học cái cách viết tọa độ. Tọa độ là cách viết như thế nào? X trước y, y sau ha. Rồi cái thứ hai là cái cái thứ hai chính là đồng biến và ok ha, tiếp tục ok. Nói nhắc lại đó là bài 1 thì chú ý là học về cái biết cách xác định điểm, cách ghi tọa độ của một điểm ha. Cách ghi tọa độ của một điểm là cái là dù điểm A đi ha, thì mình có ghi là x trước y y sau ha, thấy chưa, x sau ha. Rồi hoặc là x y thì ghi là 2,3. Rồi ox thì trên trục hoành, trên trục hoành thì x giữ là x, y cho bằng không, trên trục tung thì giữ là y cho x bằng không ha. Rồi hàm số đồng biến, hàm số đồng biến thì x một bé hơn x hai, f của x một bé hơn f của x hai là hai cái này nó cùng chiều với nhau, cùng chiều với nhau. Rồi nghịch biến thì hai cái này nó trái chiều với nhau ha. Rồi các bước để làm đồng biến nghịch biến thì bước thứ nhất là cái gì? Bước thứ nhất là tập xác định d bằng r. Bước thứ hai là tính f của x1, f của x2,
Bước thứ ba là so sánh f của x1 với f của x2 ha. Nếu như hai này mình là cùng chiều thì kết luận là đồng biến, còn hai này ngược chiều á, cái thằng này nó bé hơn mà thằng này nó lớn hơn á, thì kết luận là nghịch biến ha. Rồi đó là cơ bản kiến thức của bài 1 ha. Rồi vẽ hình, vẽ đồ thị nữa. Vẽ đồ thị thì phải vẽ là cái hai cái đồ phương cấp, phải có mũi tên, phải có x o y ha, phải có ba chữ đó nữa. Rồi các bạn vẽ lên đó thì các bạn sẽ vẽ là đường đứt khúc nha, đường đứt khúc giữa hai cái điểm đó. Đây rồi, có cái hình minh họa đây, là các bạn vẽ lên như thế này nè, vẽ là vẽ đường đứt khúc ha, đường đứt khúc như thế này nha. Rồi bên đây vẽ đứt khúc qua và đứt khúc xuống ha. Rồi đó là cái cách vẽ cái điểm tọa độ trên một cái trục ha, trục tọa độ. Rồi hôm nay học tiếp luôn chủ đề số 2. Đó là xong bài 1 rồi các bạn ha. Rồi bài 2 nó cũng liên quan đến bài 1 rất là nhiều, dễ không có khó đâu. Rồi diễn số bài chủ đề số 2 đó là định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất ha. Hồi nãy mình đang học về cái phần rìa thôi ha. Đây là cái bài 1 nó sẽ học để làm nền tảng cho cái bài thứ 2 này đó. Nền tảng cho cái bài thứ 2. Rồi vậy thì định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất. Thì đầu tiên á, các bạn nhớ cho thầy á, hàm số bậc nhất có dạng như thế nào ha. Chủ đề số 2. Rồi, hàm số bậc nhất thì có dạng là gì? Hàm số bậc nhất nó sẽ có dạng là y sẽ bằng ax cộng b ha. Y bằng ax cộng b. Ví dụ là y bằng 2x trừ 3, thấy x cộng 3 đi ha. Rồi vậy thì xác định a và b cho thầy. A chính là 2 là b chính là 3 ha. Được chưa? Bên nó có dạng như thế ha. Rồi tính chất của cái hàm số y bằng x cộng b là như thế nào? Thứ nhất á là x thì nè, x này nó được xác định trên r ha, cái này xác định trên r. Rồi các bạn chú ý đó nha, cái hàm số này nó xảy ra khi a này nó phải khác không nha, a nó phải khác không ha, a phải khác không nữa. Nếu như a bằng không cái này nghĩa là x bằng không rồi, vậy thì y nó sẽ bằng hàm số rồi ha, y bằng hàm số rồi, nó không còn lại cái dạng là y bằng a x cộng b nữa ha. Rồi với điều kiện là a phải khác không ha. Rồi tính chất thì thứ nhất á là hàm số đồng biến. Hàm số đồng biến khi và chỉ khi ha, hàm số đồng biến khi hệ số a nó lớn hơn 0. Hệ số a là 2 nè. Vậy hàm số này là hàm số đồng biến ha. Còn hàm số nghịch biến. Hàm số nghịch biến khi cái hệ số a này đó, nó sẽ bé hơn không ha, a bé hơn không. Được chưa? Ví dụ chỗ này là trừ 2 đi, trừ 2 chỗ này, vậy thì hàm số này chính là hàm số nghịch biến ha. Được chưa? Học xong cái bài 2 này đó, mình tìm hàm số đồng biến nghịch biến rất là dễ. Còn bài 1 rồi mình phải làm cái gì? Còn cái bài 1 ở trên đây là muốn xác định nó đồng biến hay nghịch biến á, là phải tập xác định rồi tính f của x1, tính f của x2, rồi so sánh x1 với x2. Được chưa? Rồi mới suy ra cái này rồi mới suy ra đồng biến ha. Còn học đến chủ đề số 2 rồi á thì các bạn áp dụng cái này đó là hệ số a ha, nhìn vào cái hệ số a nè. Nhìn vào là thấy nó đồng biến hay nghịch biến rồi ha. Được chưa? Rồi cái dạng bài tập, dạng thứ nhất là dạng nhận dạng hàm số bậc nhất ha. Dạng bài tập dạng 1. Đó là nhận dạng hàm số bậc nhất. Thì hàm số bậc nhất thì có dạng là y bằng ax cộng b ha, y bằng ax cộng b. Nếu thiếu hạng tử tự do thì điền số 0, thiếu hạng tử thiếu hệ số thì điền số số 1 ha. Hạng tử tự do là sao? Y bằng ax cộng b nè, hạng tử tự do chính là cái số b nè, số b tự do này ha. Được chưa? Ví dụ ha, ví dụ thì có hàm số y bằng 2x thôi,
y bằng 2x ha, thì đây được gọi là hàm số bậc nhất có dạng y bằng x cộng b ha. Thì b của mình chính là nhiêu? B của mình chính là số 0 ha. B của mình chính là số 0 đó. Đấy à. Hoặc là y bằng x trừ 1 đi, x trừ 1 ha. Vậy thì nó không có hệ số a nè, không có hệ số a như là số 2 nữa. Thì mặc định hệ số a này của mình chính là 1 ha, hệ số a của mình chính là 1 rồi nha. Đó là cái ý đầu tiên người ta muốn diễn tả như vậy đó ha. Mặc định số a là 1 ha. Còn số b là không có gì hết thì nó chính là số 0. Rồi xác định hệ số a. Hệ số a ha, hệ số a là xác định như thế nào? Làm sao để biết có hệ số a? Hệ số a chính là hệ số đứng trước x. Thấy chưa? B là hạng tử tự do. Hạng tử tự do là một cái số đứng ngoài sau cùng á ha. Rồi bài tập ví dụ 1. Bài tập ví dụ 1 là xác định hệ số a và b trong những cái câu đó ha, ví dụ 1. Rồi ở câu a bạn nào xác định giùm thầy hệ số a bằng nhiêu, b bằng nhiêu? A bằng nhiêu các bạn? 5. A bằng âm 5, đúng rồi. A là hệ số trước x ha, và b là bằng nhiêu em? B bằng 1. À, b 1 ha, ok. Rồi ở câu b. Câu b a bằng nhiêu, b bằng nhiêu? A là âm 0,5. A là âm 0,5 ha. Và b bằng nhiêu? 1. B 1 là sai rồi. B bằng nhiêu? B là 0. B là hệ số tự do mà nó là 0 ha. Ok. Rồi ở câu c. Câu c a bằng nhiêu, b bằng nhiêu các bạn? A bằng nhiêu? B bằng nhiêu? Câu c nó hơi khó hơn đây. Câu c đúng dạng chưa? A x cộng b chưa? Chưa đúng dạng ha. Chưa đúng dạng thì sao? Phải biến đổi cho nó về đúng dạng đúng không? Thì nhân phân phối vào. Căn 2 nhân x chính là căn 2x đúng chưa? Căn 2 nhân cho x á chính là căn 2x. Rồi căn 2 nhân cho âm 1 á, nhân phân phối vào lớp 8 đã học rồi nha. Rồi chính là âm căn 2 ha. Đúng chưa? Rồi cuối cùng mà cộng cho căn 3. Rồi tới đây xác định được hệ số AB như các bạn. Đây nè, căn 2 nhân x nè. Căn 2 nhân x về hệ số A của mình chính là căn 2 ha. Nếu như chưa đúng dạng thì biến đổi cho nó về đúng dạng nha. Hệ số A chính là căn 2 rồi chưa? Vậy thì xa ngoài sau x, ngoài sau x chính là huyến tử mèo ha. Chính là B rồi chưa? Ngoài sau x chính là B. Đó, như vậy đó được không? Ok. Rồi với giá trị này của em hiện số. Rồi một câu nữa. Câu số 3 đi, câu số 3 này. Khá là quan trọng nên gặp thường xuyên ha. Câu số 3 là ví dụ số 3 ha. Rồi cho hàm số y bằng như vậy ha. Rồi tìm m để hàm số y là hàm số đồng biến. Rồi tìm m để y là hàm số nghịch biến ha. Đầu tiên là ta có y bằng m trừ trừ 1 nhân cho x cộng 2 ha. Với m nó sẽ khác 1 ha. Cái đề cho điều kiện thì các bạn có kèm theo cái điều kiện người ta ghi vào ha. Ghi vào các bài làm của mình. Được chưa? Y kèm theo cái điều kiện nào ha. Ngay thật đi. Câu A, tìm giá trị của m để hàm số y đồng biến. Vì hàm số y đồng biến khi nào các bạn? Y đồng biến khi nào? Hồi nãy thầy mới. Cái gì lớn hơn không? Hàm số đồng biến khi hệ số a lớn hơn không? Ha, hệ số a lớn hơn không? Vậy thì cách xác định hệ số a là sao? Nè, hàm số đồng biến khi hệ số a ha, a nó phải lớn hơn không? Rồi giờ vậy thì tương đương a của mình chính là bao nhiêu? A chính là cái đứng trước x chính là m trừ 1.
ha. Vậy thì m trừ 1 lớn hơn 0. Vậy thì từ đây tìm được m không? Chuyển vế để dấu ha, chuyển vế. Tức là m nó sẽ lớn hơn 1. Được chưa? Rồi các bạn sẽ kết luận là gì? Vậy m lớn 1 là hàm số. Vậy m lớn 1 thì hàm số trên là hàm số nghịch, nghịch biến ha. Được chưa? Ở đồng biến ha, sorry. Vậy m lớn 1 thì y đồng đồng biến. Rồi tương tự câu B. Hàm số nghịch biến khi khi a nó sẽ bé hơn 0 ha. Rồi, khi a bé hơn 0 thì đầu tiên phải xác định là hệ số a trước. Xác định hệ số a là bao nhiêu? A của mình tính là m trừ trừ 1 nha. Bé hơn 0 thì tương đương được là m nó sẽ bé hơn 1 ha. M bé 1 ha, họ suy ra cũng được. Rồi cuối cùng là mình sẽ kết luận vậy m bé hơn 1 thì hàm số y nghịch biến a. Rồi đúng không các bạn? Bài này dễ ha. Cơ bản như vậy thôi. Rồi hoặc là người ta hỏi nè, với giá trị nào của m thì hàm số trên là hàm số bậc nhất. Hàm số bậc nhất khi nào các bạn? Các bạn nhớ hay là hàm số nghịch biến khi a lớn hơn 0, có hàm số đồng biến khi a lớn hơn 0, hàm số nghịch biến khi a bé hơn 0. Vậy hàm số nó là hàm số bậc nhất khi nào? Nó là hàm số bậc nhất khi nào các bạn? Nhớ không? Bài 2 câu A. Đúng, khi A khác 0 ha. A khác 0 lúc nãy hồi nãy thầy có đề cập ở trên trên đây này ha. Cái này muốn xảy ra khi muốn là số bậc nhất á khi A khác 0. Khác 0 nha. Nếu như A bằng 0 thì nó sẽ bằng B rồi. Bằng B là hàm số bằng làm có số rồi ha, nó không có biến x trong đó. Vậy ở câu A hàm số bậc nhất ha khi a nó sẽ khác không, a khác không ha. Rồi bước tiếp theo là cái nhiều các bạn chúng ta tìm tìm a ha, tìm a, nhưng mà cái đề của mình nó chưa có ra được cái dạng hàm số hàm số bậc nhất, đúng không? Chưa ra được cái dạng nè. Hàm số của mình là y bằng a x cộng b, đúng không? Mình chưa ra cái dạng thì mình phải biến đổi cho nó về cái dạng, đúng không? Là mình sẽ nhân phân phối vào, nhân phân phối vào ha, như lấy 1 trên m bình trừ 1 này nhân với 2 ha. 1 trên m bình trừ 1 nhân với 2 á chính là bằng bao nhiêu? 2 phần m bình trừ 1 ha. 2 trên m bình trừ 1 rồi chưa? Rồi nhân với x đúng chưa? Đó, nhân với x. Rồi trừ cho 1 trên m bình trừ 1 nhân với 1 thôi. 1 trên m bình trừ 1. Đó. Vậy thì tới đây nè, nhìn ra được cái dạng gì rồi? Trước x. Trước x chính là hệ số a ha. Vậy thì a khác không á, chính là nguyên cái đám này khác không? Được chưa? A khác không chính là cái đám mà đến trước x á, khác không tương đương cái này nó sẽ khác không các bạn. Rồi từ đây các bạn sẽ giải tìm m ha, từ đây sẽ giải tìm m. Rồi tới đây tìm m làm sao bạn, làm sao để tìm m? À, tới đây vận dụng kiến thức ở lớp dưới nè, làm sao để giải tìm m, bạn nào biết? Em được rồi, em chưa thầy. Đây là một phần số khi đã 12 cho một sẽ lớn hơn không khi đã là 10 bình lớn hơn 1. Cái gì mà khi đã là 10 sẽ lớn hơn tất. À, đây nè, mình học ở lớp dưới mà nó học là phép toán chia đúng không? Chia khác không thì ta có quyền ghi lại như sau, có quyền ghi lại là 2 nhân a chia b, cũng có quyền ghi lại là a nhân b khác không ha, là 2 nhân cho m bình trừ 1 đó khác không ha.
nhiều bạn lấy mà bình trừ một này nhân với không là không á, là nó sai nghe không. Rồi thì từ đây suy ra là m bình trừ một nó sẽ nó không ha, tương đương tiếp m bình trừ một nó sẽ khác không. Vậy thì m khác bao nhiêu các bạn? M bình nó sẽ khác, m bình nó sẽ khác một ha. M bình khác một thì m khác bao nhiêu các bạn? M khác cộng trừ một nha. Tại nào mà ra m khác một không đó là thiếu. M nó phải khác cộng trừ một. Cộng trừ. Bây giờ m khác cộng trừ một ha. Rồi các bạn kết luận ha. Rồi. Ok. Rồi ở câu B các bạn cũng làm tương tự ha, đầu tiên phải nhân phong phối vào, nhân phối vào thì ra được cái gì như thế này ha. A x cộng B, B của mình chỉ là bằng trừ cái này á ha. Rồi ok, qua dạng số 2 ha, dạng số 2. Dạng số 2 đó là tính giá trị của hàm số bậc nhất và giá trị của biến số. Ha, giá trị của biến số. Thì cái này dễ thôi. Rồi, vào ví dụ luôn đi. Chỉ ghi mấy cái kia các bạn không hiểu đâu, hiểu đó nhưng mà nó hơi lâu ha. Rồi ví dụ thầy có cái hàm số y bằng 1 trừ cho căn 5, 1 trừ căn 5 ha. Rồi nhân với x trừ cho 1 đó ha, hàm số như thế này. Rồi vậy thì hàm số như thế này á, thì đầu tiên câu A là hỏi hàm số trên đồng biến hay nghịch biến trên tập số thực hay g vì sao. Rồi đồng biến hay nghịch biến thì các bạn nghịch biến đúng rồi, tại sao vì ha vì ta có âm một trừ ở một trừ căn năm ha, một trừ căn năm nó sẽ như thế nào, bé hơn không ha, đang không nên suy ra hàm số nghịch biến ha, hàm số nghịch biến. Rồi xong câu E ha, hàm số nghịch biến trên trên tập số thực R nha các bạn, được thêm vô ha, trên R đó. Rồi ở câu B, ở câu B đó là tính giá trị của y khi x bằng 1 cộng căn 5 ha, nghĩa là mình sẽ thay cái gì giống như tính giá trị biểu thức vậy thôi, thay x bằng 1 cộng cho căn 5 ha, tính giá trị của y khi biết x rồi thì mình sẽ thay x bằng 1 cộng căn 5 vào đâu, vào y ha các bạn, vào y hay chấm, và sử dụng ghi y bằng ha, vào y thì chỗ này có x thì mình sẽ thế bằng 1 cộng căn 5 ha, chỗ này có x thì sẽ thế là 1 cộng căn 5, đây chỗ này có x ha, thế là 1 cộng căn 5. Cho nó bằng mặt ha. Rồi thì từ đây tính bình thường thôi, tính bình thường đi bằng cái này chính là hàng đẳng thức rồi các bạn, hàng thức số 3 ha, tức là bằng 1 trừ 5, 1 trừ 5 mà trừ thêm 1 đó, thì đáp án của mình chính là bằng 5 ha. Đó vậy thôi. Rồi câu C, câu C nó ngược lại, kêu tính x biết y bằng căn 5, biết y bằng căn 5 mà chưa tính x ha, thì mình cứ việc thay thôi, vẫn ghi cho thầy cái dòng thay nha, thay y bằng căn 5 ha vào vào đâu, vào đây ha, vào cái hàm số này, thay vào hàm số này ha. Rồi xuống dòng tương đương, tương đương chỗ nào có y thì mình sẽ thế bằng căn 5 ha, chỗ nào có y thế bằng căn 5, căn 5 sẽ bằng đây, chỗ nào có y thế bằng căn 5 ha. Rồi ok. Rồi vậy từ đây quay về cái phương trình bậc nhất, rồi tới đây về một tiếng x ha các bạn, dễ bình thường thôi,
Đầu tiên này làm cái gì? X đáp án gì nè? Làm nhanh ha, X làm cái gì? Căn 5 giữ nguyên. Căn 5 giữ nguyên ha. Rồi, trừ 1 bên đây, chuyển qua đây, thành cộng 1. Được chưa? Muốn tìm X thì chia cái số này xuống. Chia số này xuống, nghĩa là chia 1 trừ căn 5 xuống ha. Căn 5. Rồi, đến đây là xong rồi các bạn ha. Đến đây là xong rồi. Rồi các bạn kết luận vậy bằng nhiêu nhé. Rồi ok, ví dụ số 2. Ví dụ số 2 là áp dụng kết quả đầu bài số 1 đó thì dạng đây, ví dụ số 2. Được không? Được không? Không rõ thì cứ la lên ha. Rồi ví dụ số 2. Tìm trên mặt phẳng tọa độ tất cả các điểm có tung độ bằng bằng 3 ha. Có tung độ bằng 3. Tung độ là chữ x hay chữ y các bạn? Tung độ là x hay y, nãy thầy nhắc rồi. Oh no, tung độ. Tung độ là y. Tung độ là y. Vậy thì tìm tất cả các điểm á, thì tất cả các điểm nó sẽ nằm trong đâu? Tọa độ là gì? 3. Tung độ là giữ là y ha, nghĩa là y có tung độ là 3, nghĩa là y nó sẽ bằng 3. Y bằng 3 thì x bằng nhiêu? X bằng 0 ha, nghĩa là 0, 0 3 này chưa? Còn à. Ha. Là sao đây nè? Có tung độ bằng 3, tung độ là y. Y bằng 3 ha. Y bằng 3 thì x nó sẽ bằng 0. Y bằng 3 x bằng 0. Ở trên là nãy thầy nhắc cho tôi đây là nè. Trục hoành trục tung đó. Đâu rồi? Đây nè. Trục hoành thì giữ là x, y bằng 0. Trục tung thì giữ là y cho x bằng 0. Tung độ thì giữ lại 3 cho x bằng. Tung độ nè, tung độ á giữ là y á. Nghĩa là chữ y thế bằng số 3 ha. Và chữ x nó sẽ là 0. Được chưa? Rồi, tìm tất cả các điểm, tìm tất cả các tìm trên mặt phẳng ha, có tất cả bao nhiêu điểm á, thì tất cả bao nhiêu điểm đó thì nó sẽ nằm trong cái khoảng từ từ x tới đến đây nè ha, nó nằm trong cái khoảng tọa độ của mình đó. Đây ví dụ từ 0 đến 3 đúng không, rồi vẽ tọa độ ra, vẽ trục tọa độ ra ha. Về tất cả cái điểm á nó nằm như thế nào? Rồi thì dễ tượng trưng thôi nha, các bạn tự dễ mũi tên tự thêm x o y gì đó tượng trưng ha. Rồi thì minh họa thôi. Rồi điểm không của mình ngay chỗ này ha, điểm không chỗ này. Được chưa? Y bằng 3, 1, 2, 3 ha. Vậy số 3 như thế này. Vậy người ta nói có tung độ bằng 3, nghĩa là mình sẽ vẽ cái điểm A ngay chỗ này ha. Điểm A tọa độ là 0, 3 ngay chỗ này. Vậy thì tìm tất cả các điểm trên mặt phẳng tọa độ á, thì tất cả các điểm á nó phải nằm trong cái khoảng từ 0 đến 3 thôi ha. 0 rồi 0.1, 0.2 gì đó ha. Thì nó nằm trong tất cả các điểm mình ha. 3.1 đó. 2.1, 0.2, 0.3 gì đó. Rồi 1.1, 2.3 gì đó ha. Nói chung mình rất là nhiều số trong đây. Được chưa? Thì tất cả các điểm á nó sẽ được bao bao vây ngay chỗ cái tọa độ là 0 với 0.3. Như vậy thôi ha. Rồi tương tự ở câu B nè. Câu B có hoành độ là 2. Hoành độ là 2 là x y bạn. Có hoành độ là 2 là x hay y? X là, ha, là mình sẽ ghi là 2, 2 không. Yeah. Rồi câu C. Có tung độ bằng 0. Tung độ bằng 0 thì x cũng bằng bao nhiêu? Tung độ bằng 0. 0 luôn ha. Rồi câu D. Có hoành độ bằng 0. Có hoành độ bằng 0. Rồi các bạn có thể ghi 0 cũng được, hoặc là các bạn có thể ghi x ha. X ta thôi, ghi x đi cho nó tổng quát lên ha, x cũng được. Rồi câu câu C này. Có tung độ bằng 0, nghĩa là y bằng 0 thì gọi là y bằng 0 ha.
Rồi không, không y. Rồi câu nghe. Có hoành độ và tung độ bằng nhau. Hoành độ và tung độ bằng nhau ha. Thì hoành độ là cái này các bạn có thể đối diễn tỉ thôi ha. Hoành độ dù mình cho là một điểm đó đi, hoặc một đi nha. Hoặc là 22, hoặc là ít ít y y cũng được ha. Được chưa? Rồi, có hoành độ và tung độ đối nhau. Đối nhau ha. Đối nhau ví dụ là gì? Trừ 1. Rồi, 1. Được chưa? Hoặc là cái gì nữa? 1. Rồi, trừ 1. Hoặc là vậy tổng quát lên là gì? Trừ ít. Ít ha. Hay là đối nhau. Hoặc là cái gì? Y. Rồi trừ y. Đó, hai người đối nhau ha. Có một cái điểm đối nhau như vậy đó. Là xong ha. Rồi cơ bản là như vậy thôi các bạn, không có gì khó hết. Rồi ở dạng số 3. Dạng số 3 đó là công thức của một cái hàm số. Là công thức của hàm số ha. Dạng số 3 thì mới khó hơn đây. Nó cũng không khó lắm, nhưng mà nó khó hơn dạng kia. Rồi, dạng số 3 là công thức của một hàm số, nghĩa là mình có lập ra cái hàm số có dạng là y bằng ax cộng cộng b ha, y bằng x cộng b. Rồi bước 1 đó là xác định các công thức tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật, rồi hình thoi, đường tròn, hình thang, tam giác nữa, những lớp dưới mình đã học hết rồi. Và cái thứ hai đó là mình sẽ biểu diễn các đại lượng đó trên một cái biến số. Và bước số 3 là mình sẽ lập cái công thức của hàm số ha. Rồi ok. Ví dụ số 1 đi. Rồi ví dụ số 1 nè. Một hình chữ nhật có các kích thước là 20 và 30 ha. Đây là một bài toán thực tế cho các bạn nha. Một hình chữ nhật á, mất người ta có thực tế cho gì? Một câu khu vườn hình chữ nhật có kích thước là bao nhiêu đó ha. Đó, đây là những cái dạng toán thực tế nè, áp dụng toán thực tế đó. Rồi, một hình chữ nhật có kích thước là 20 và 30 ha. Nếu người ta bóp mọi kích thước của hình chữ nhật đi x cm ha. Thì ban đầu nó có nhiều. Ban đầu kích thước là 20 và 30 đúng không? Đó, ban đầu kích thước là 20 và 30. Nếu người ta bớt mọi kích thước đi x cm là sẽ còn là bao nhiêu các bạn? Ví dụ cạnh 20 đi, bớt đi x đi, bớt đi x cm thì sẽ còn là bao nhiêu? 20 trừ x ha. Rồi tương tự thì bên kia cũng là 30 trừ x ha. Cả hai chiều nha, chiều dài chiều rộng á đều bớt đi x á. Rồi tiếp tục ở gì đây? Gọi chu vi của hình chữ nhật mới. Chu vi hình chữ nhật mới này tương ứng với cái cạnh mới này đúng không ha? Cái cạnh mà sau khi mình đã bớt rồi ha, là y. Hãy lập công thức tính chu vi của y theo x ha. Vậy y chính là chu vi, vậy thì chu vi hình chữ nhật bằng gì các bạn? Công thức tính. Không, công thức tổng quát đi em. Dài cộng rộng nhân 2. Dài cộng rộng nhân 2 ha. Vậy hai cái này mình lấy cái nào dài cái nào rộng cũng được ha. Mà mình sẽ lấy 20 trừ x cộng cho 30 trừ x ha. Rồi tất cả nhân cho 2 đúng chưa? Đây mình sẽ lấy công thức như thế này đúng chưa? Rồi tiếp tục thì mình sẽ thu gọn lại thôi ha. Thu gọn lại nè. Trừ x với trừ x là mấy x các bạn? Trừ x với trừ x là được nhiêu? Trừ 2x đúng chưa? Rồi 20 cộng cho 30 chính là 5, 50 ha. Rồi nhân cho 2. Và tiếp tục thu gọn lại, quy đồng ra, phân phối ra ha. Rồi trừ 2x nhân cho 2 là được nhiêu? Trừ 4, 4x ha. 50 nhân 2 là được 100. Rồi bây giờ nó đã về đúng dạng nha các bạn. Y, x, x, a, b, b, đủ chưa? Ha. Vậy đây chính là đáp án của mình ha. Được chưa? Đưa về đúng dạng nè. Hãy lập công thức tính chu vi của y theo x. Y theo x ha. Là đưa về cái dạng y bằng ax cộng b. Được không?
ha. Vậy trình bày như thế nào? Trình bày chỗ này mình sẽ ghi gì? Khi bớt đi, bớt đi ít cm thì chiều dài và chiều rộng là đi chẳng hạn ha. Thì chiều dài và chiều rộng là đi ha, là như vậy ha. Rồi đơn vị ở đây là cm chỗ này ha. Cm đúng chưa? Rồi. Rồi cái dòng này thì mình sẽ thay thêm gì vô? Thì bấm mối vô đó ha. Theo đề bài ta có hai chấm rồi ghi như thế này, rồi trình bày như thế này ha, rồi xong. Dạ. Được không? Được không? Rồi. Rồi ví dụ số 2 đi các bạn, ví dụ số 2 luôn ha. Hãy lập công thức tính diện tích y mét vuông, tính diện tích nha, của một thửa ruộng hình thang có đường trung bình là x và chiều cao là 15. Vậy công thức tính diện tích hình thang là cái gì các bạn? Công thức tính diện tích hình thang. Nghĩa là trung bình cộng diện tích hình thang. Rồi diện tích hình thang là S ha. S hình thang. Rồi bạn gì đây? Bằng đáy lớn cộng đáy bé chia 2 nhân với chiều cao đúng không? Đúng chưa? Đáy lớn cộng đáy bé chia 2 nhân với chiều cao. Đó. Lớn bé đây ha. Đáy lớn cộng đáy bé chia 2 rồi nhân với chiều cao đúng không các bạn? Nhân với cao ha. Rồi người ta cho nói gì? Đường trung bình là x. Đường trung bình là x. Vậy thì đường trung bình tính như thế nào? Đường trung bình tính, đường trung bình thang bằng gì các bạn? Công thức thì là x mũ cộng bé. Đường trung bình hình thang là sẽ bằng 1 phần 2. Nghĩa là cái khúc này là chính là đường trung bình đúng không? Đúng không? Dạ vâng. Ừ. Vậy thì mình sẽ thế vào là gì? Diện tích của mình chính là y nè. Đường trung bình chính là x nè. Chiều cao là nhân nè. Nhân với 15 ha. Sẽ bằng là 15, 15 x. Rồi xong. Được không? Đường trung bình hình thang đó ha. Rồi tiếp tục à. Rồi, ví dụ bài số 1 ở đây ha. Rồi, bài 1 câu A. Diện tích tam giác là Y ha. Diện tích tam giác là Y. Có cạnh đáy là X, chiều cao tương ứng là 5. Thì diện tích tam giác là gì? 1 phần 2 A nhân H đúng không? 1 phần 2 nhân A nhân H á. Chứ là 1 phần 2 X nhân 5 ha. Diện tích tam giác là 1 phần 2 A nhân H. A chính là cạnh cạnh x đó, nhân h chính là nhân 5, chính là bằng 5 phần 2 x ha. 5 phần 2 x, y bằng 5 phần 2 x chính là dạng của hàm số y bằng a x cộng b ha. Với b nó sẽ bằng 0 ha các bạn, b sẽ bằng 0. Được chưa, b bằng 0 ha. Rồi ok, cơ bản là bài của mình hôm nay đã đến đây là
Được rồi đó. Đồ thị. Rồi hôm sau thì hướng dẫn với em cách vẽ đồ thị rồi ha. Rồi hai bài đầu như vậy thôi. Có thắc mắc gì không các thắc mắc chỗ nào được không? Thế vào rồi tính thôi, tính giá trị vi tích thôi ha. Và là lập công thức. Nhớ cho thầy cái đồ, nhớ thầy cái hàm số bậc nhất có dạng là y bằng ax cộng b. Được không? Được không? Rồi, có câu hỏi gì không? Cơ bản thì bạn mình lên đây là xong rồi đó ha. Nên thầy tạm thời thì tab recall lại ha.